Trước bức xúc của người dân về dự án nâng cấp tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn 5 căn, đất mũi, chậm tiến độ, gây khó khăn trong việc đi lại. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cà Mau tiến hành kiểm tra và lập biên bản xử lý đối với đơn vị thi công về việc không lắp đặt biển cảnh báo đảm bảo an toàn giao thông. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cũng ban hành văn bản hỏa tốc gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu đẩy nhanh tiến độ của dự án. Ghi nhận của phóng viên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Theo đó, nhà thầu bị phạt là Công ty Cổ phần Công trình 207 có trụ sở tại Hà Nội do vi phạm quy định về thi công trên đường bộ đang khai thác mà không lắp đặt cảnh báo đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Mỗi lần mình đi qua khúc này trời mưa là nó lúng lầy, nó đi rất là chậm, với lại mà nó bị xe tải nó bị lúng rồi. Nó ngay té thì cũng có té mà cũng không đến đổi, không có gì quan trọng thì té, chợt té, tại đâu có chạy lẹ được đâu, thì chạy cũng chậm chậm vậy đó. Rồi xe khách đồ nó lúng lầy, rồi nó người ta kẹt xe đồ, nhiều khi buôn bán cũng thấy cũng khó khăn. Nó trễ nải anh. Dự án nâng cấp đường Hồ Chí Minh đoạn 5 căn đất mũi được triển khai từ đầu tháng 2 năm 2022, có chiều dài gần 13 km do Cục Quản lý Đường bộ 4 làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch, dự án hoàn thành trong quý 1 năm 2022, nhưng đến nay chỉ đạt hơn 85% tiến độ, khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Cát đá rất khan hiếm, nhưng mà nhà thầu và đã rất là nỗ lực, thì hiện tại là tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát đã chung tay vào rồi nghiên cứu nhiều nơi để mua, thì hiện tới thời điểm bây giờ thì vật liệu của nhà thầu tập trung tương đối là đầy đủ, cát đá rồi cả nhựa, nhưng hiện tại thì khó khăn nhất là thời tiết, gần như là 1-2 ngày là có một trận mưa, mà mưa kéo dài thì nó lại đọng nước thì không có thể lưu lèn được. Đại diện chủ đầu tư cũng cho biết, hiện nay đơn vị thi công đã chuẩn bị đầy đủ nguyên vật liệu và tập trung đủ phương tiện, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành và đảm bảo thông tuyến trong tháng 7.